Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bắt đầu từ sáng nay. Dưới sự chủ trì và điều hành trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội bắt đầu bước vào hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm lĩnh vực quản lý của 4 bộ trưởng, trưởng ngành, bao gồm tài nguyên và môi trường, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, kiểm toán nhà nước. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Căn cứ vào đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 5 nhóm vấn đề để xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và quyết định 4 nhóm vấn đề để Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn thuộc trách nhiệm của 4 bộ trưởng, trưởng ngành, gồm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng kiểm toán nhà nước. Cùng tham gia giải trình còn có các phó thủ tướng chính phủ, phụ trách lĩnh vực và các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan. Tôi tin tưởng rằng với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm thực tiễn công tác, trình độ chuyên môn sâu và tình hình thực tế ở các địa phương, cơ sở, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng trách nhiệm cao có nhiều thông tin phản ánh thực trạng tình hình có nhiều đề xuất kiến nghị hiến kế cho chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành trong công tác chỉ đạo điều hành khắc phục những hạn chế khó khăn vướng mắt trong thực tế tiếp tục đưa hoạt động chất vấn ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng của kỳ họp đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước và yêu cầu của các vị đại biểu quốc hội. Vào cuối kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn. Đây là cơ sở để các cơ quan triển khai thực hiện và cũng là cơ sở để Quốc hội giám sát